xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt và Đăng Quân tại một cái phiên chợ tình rất là tuyệt vời tại Sapa. Thì Quân ơi, cho mình hỏi tí xíu là phiên chợ tình này thì thường diễn ra vào khi nào? Xin chào anh Sửu. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại phiên chợ tình Sapa, một trong những phiên chợ được diễn ra vào thứ bảy hàng tuần tại Sapa. Và vào buổi tối ngày hôm nay, đó là buổi tối thứ bảy, nhà mình có thể quan sát ra phía xa một chút. Em có thể quay ra phía ngoài kia giúp anh. Rồi, mọi người đang tập trung, đang rất đông. Mình di chuyển luôn là mình di chuyển sang bên kia. Nhà mình di chuyển sang bên kia. Ngoài cái khu là gọi là hôm nay là cái lễ hội này á, thì nó có những cái gì đặc trưng Đăng Quân có thể là chia sẻ cho mọi người được không? Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu phiên chợ tình, diễn lại phiên chợ tình Sapa. Ở đây hiện tại thì là có các cháu nhỏ người dân tộc Hơ Mông đang biểu diễn những cái điệu múa khen và múa ô. Đây, nhà mình có thể nhìn về sau này đấy ạ. Múa khen múa ô. Đang múa khen múa ô. Đây là một trong những đặc trưng của người dân tộc Hơ Mông. Những chàng trai và những cô gái sẽ biểu diễn những điệu khen, những cái điệu múa ô rất đẹp. Và để mà những chàng trai này, ngày xưa với những người dân tộc Mông, những chàng trai Mông muốn lấy được vợ thì phải biết múa khèn. Biết múa khèn. Vâng, phải biết múa khèn. Đó, thì mới lấy được vợ. Còn những cô gái Mông ngoài chăm chỉ làm nông ra, còn phải biết múa những cái điệu múa thật đẹp, quấn hút chàng trai đó. Tại vì cho mình hỏi một tí xíu nha, tất cả các điệu múa ở đây rất là đẹp, nhưng mà mình thấy có một cái điều là ở đây là những cái điệu múa này nè, thấy đa số là ở đây một số trẻ em mới lớn nè, với những thanh niên mới lớn là họ sẽ lập gia đình sớm hay là như thế nào vậy Đăng Quân? Đây là chàng trai, mình gọi là những chàng trai và những cô gái. Vâng. Đây là những người dân tộc Mông, người ta đã được học để biểu diễn trong cái buổi tối tại Sapa vào tối thứ bảy, buổi diễn lại cái phiên chợ tình này. Các bạn đây đã được học và đã những về cái người dân tộc Mông, người ta lấy vợ lấy chồng rất là sớm, tầm 15-16 tuổi là đã lấy vợ lấy chồng rồi. Vâng. Đó. Và hầu như tất cả các bạn nhỏ người dân tộc Mông, bạn nào cũng hầu như là cũng biết múa các cái điệu múa của người dân tộc Hơ Mông như này. Wow, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Một cái điệu nhảy rất là đẹp không? Dạ. Đăng Quân, theo như Phước Sửu thấy nè, ở đây thì họ dùng những cái khèn nhá, cái đó là dùng bằng tre hay là bằng gì nhỉ? Khèn đó là dùng bằng tre, khèn tre, khèn nứa, được những chàng trai này sử dụng bàn tay của mình là tạo nên cái tiếng khèn này. Tạo ra cái khe này để thổi, để biểu hiện cái sức mạnh của mình. Đó, để thể hiện cái tình cảm của mình với các cô gái mà mình muốn tìm hiểu. Rất là một cái điều nhảy phải nói là vừa đẹp vừa cuốn hút, mà phải có một cái sức khỏe và có một cái sự dẻo dai. Đúng rồi ạ, đúng rồi, phải có một sức khỏe dẻo dai thì mới biểu diễn được. Cả cô gái này nhà mình là lát nữa có thể đi xem. Các cô chàng trai của ấy là mồ hôi nhễ nhại luôn. Trời ơi, quá trời luôn. Dạ. Rồi, mình quay mặt về phía bên này đi, thì Đăng Quân có thể là mô tả cho chủ thấy là tại cái phiên chợ hôm nay thì nó có một cái quảng trường rất là đông đó Đăng Quân. Thì có mặt tại quảng trường hôm nay thì có thể thấy một cái nhà thờ rất là lớn ở bên này đó Đăng Quân. Thì Đăng Quân có thể chia sẻ cho mọi người về cái lịch sử hình thành của cái nhà thờ này được hay không? Nhà thờ này, đây là nhà thờ được xây từ thời Pháp. Dạ. Nhưng mà trong quá trình chiến tranh thì ngôi nhà thờ này đã bị tàn phá đi rất là nhiều. Và bây giờ thì mình đã phục dựng lại. Và đây là ngôi thờ đá theo xây dựng theo kiểu kiến trúc của Pháp ngày xưa, vẫn còn nguyên giá trị ngày xưa của thời Pháp. Tất nhiên là tất cả nhà thờ ở đây, là căn nhà thờ này đều xây dựng bằng đá phải không? Vâng ạ. Ở đây chỉ có duy nhất một căn nhà thờ bằng đá này thôi. Vâng. Tại Sapa chỉ có nhà thờ đá Sapa. Dạ, chứ không phải là tất cả các căn nhà thờ đều xây dựng bằng đá. Dạ. Vậy ha, quá tuyệt vời. Và giống như ở đây là một cái quảng trường cũng được xây dựng và thành những cái khối đá lên rất là đẹp, và nó giống như là những quảng trường dưới thấp trung tâm, và xung quanh là những cái nơi gọi là có thể là ngồi để ngắm xem những cái chương trình ca múa nhạc, rồi là phiên chợ tình như đêm hôm nay phải không? Đúng rồi ạ.
Ở đây thì thật ra thì là người ta thiết kế cho rộng rãi, kiểu dạng như một cái khu quần ngựa. Giống như khu quần ngựa và còn giống như khu quần ngựa. Đó thì biểu diễn thì khán giả sẽ ngồi phía trên và những chàng trai và cô gái người Mông sẽ biểu diễn ở dưới. Ở đây buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ đây nhạc đã âm nhạc đã lên. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ có những cái chương trình âm nhạc rất đặc sắc trong buổi tối ngày hôm nay tại khu sân trung tâm lễ hội. Quá tuyệt vời. Thì cho Phước Sửu hỏi là thường thường cái nhiệt độ ở Sapa hôm nay như thế nào, nhưng mà cảm giác bây giờ cảm giác Phước Sửu thấy ấm rồi đó. Nhiệt độ của Sapa thì vào buổi tối thì có thời điểm sẽ rơi xuống tầm khoảng 8 độ. 8 độ thôi. Có thể là rơi xuống 8 độ hoặc có thể lạnh hơn. Đó, nhưng mà tùy, như ví dụ như hôm nay thì mình rơi vào tầm khoảng 12 độ. 12 độ à? 12 độ thôi. Cũng khá mát. Vâng, khá mát mẻ. Đúng rồi, thời tiết đây khá mát mẻ. Và về đêm khuya thì nhiệt độ có thể rơi xuống tầm khoảng 7 độ. 7 độ không? Và sương mù. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cảm ơn Quân đã chia sẻ rất là nhiều về cái phim trợ tình. Thì sau khi tiếng nhạc và tất cả mọi thứ nó sẽ ngớt đi thì Phước Sửu và Đăng Quân sẽ cùng trở lại với mọi người và đi chi tiết sâu hơn. Và hôm nay nhất định là Đăng Quân sẽ là hỗ trợ cho Phước Sửu bắt được một cover nào đó ở bản Mông. Vâng, rồi hy vọng rằng là anh sẽ bắt được một cô vợ người Mông theo đúng phong tục của người Mông là tục bắt vợ. Cảm ơn Đăng Quân, xin gặp lại chào mọi người ở nhiều video sau. Con ơi, con năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 15 rồi. 15 tuổi rồi. 15 tuổi là con được quyền lấy vợ chưa? Có rồi. Lấy vợ rồi hả? Vâng. Con lấy vợ được mấy tháng rồi? Được 3 tháng rồi. 3 tháng rồi hả? Vâng. Rồi con có phải đi bắt vợ hay không? Không. Bây giờ là không bắt vợ nữa? Vâng. Có rồi. Bây giờ là phải là tán gái hay sao? Không. Con làm sao bắt được? Có vợ rồi không đi tán gái nữa. Nhưng mà trước khi có vợ đó thì con sao con dắt vợ con về được? Con có bắt vợ không, làm đi bắt vợ hay là con tán vợ rồi con mới bắt vợ về đó? Tán gái nhưng gái đồng ý về thì lấy thôi. Vợ con có đi múa hôm nay không? Con đi múa hôm nay để con. Hôm nay là con diễn lại thủ tục thôi phải không? Đã. Hôm nay là con diễn lại thủ tục thôi chứ còn vợ con đang ở nhà rồi. Vâng. Thứ bảy và thứ sáu đến đây được vợ nhà thôi. Thế là con nó định lấy một vợ hay là nhiều vợ? Là con lấy mấy vợ? Con lấy một vợ. Một vợ thôi. Vợ. Vợ về rồi dự định khi nào có con, có em bé? Khi nào có em bé? Chưa biết. Chưa biết. Khi nào có. Nhưng mà mỗi lần ở đây thì thường là một người sinh được mấy người con? Là một người sinh bao nhiêu người con? Một người á? Một người chắc sẽ 4-5 người. 4-5 người. Sinh 4-5 người. Cưới về vợ về là sinh con thôi. Công việc của con là múa ở đây phải không? Ok rồi, chút xíu chú quay phim xong chú quay lại để chú tặng cho con nha. Quá nhỉ, quá trời. Không mỏi luôn á. Quá trời nhảy à. Mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 hả? 13. Thế bắt vợ được chưa? Chứ bao nhiêu là bắt được? 18. Anh này 15 đã có vợ rồi nha. Em không được nói xạo nha. Nhưng mà em có ai bắt em chưa? Vẫn chưa luôn. Em ơi, em bao nhiêu tuổi rồi? 12 ạ. 12 ạ? Em đã có chồng chưa? Chưa có luôn hả? Vẫn chưa ai bắt em hả? Hả? Chưa được 15 tuổi. Được 15 tuổi thì mới nói không? Được 15 tuổi là mới được bắt hả? Vâng. Em gái này chưa 12 tuổi rồi. 12 tuổi nhưng mà vợ con bao nhiêu tuổi? Vợ con cũng 15. Hai đứa 15 là được bắt nhau.
hai đứa 15 là được bắt nhau rồi. À, hai đứa 15, bạn này 15 tuổi và có vợ cách đây 3 tháng rồi. À, còn có vợ. Có vợ 3 tháng rồi. Nói chung là cũng qua một quá trình tán gái rồi, cũng nhiệt tình rồi mới bắt vợ về được. Biết tán gái mới lại được vợ. Nhưng mà cái những cái điều nhảy này nè, con nhảy là con đi học ở đâu? À, con đi học ở dưới Thành Dung. Nhưng mà ai nhảy đẹp mới cưới vợ đẹp hay sao? Đúng, đây cũng phải là cưới vợ đâu, đây là chuyện tình cảm. Nhưng mà thấy những cái người mà nhảy đẹp như vậy là mới tán gái được mà phải không? Gái nó mới thích. Ngày nay ai đẹp trai thì nhanh trí thôi. À, ai đẹp trai nhanh trí là coi như lấy vợ đẹp, lấy vợ xinh. Vợ con xinh không? Cũng bình thường thôi. Ôi vậy là tốt rồi. Nhà con có bao nhiêu người? Nhà con có 7 người. 7 người luôn? Vâng. Có tính ba mẹ chưa? Con tính rồi. Tính luôn rồi? Vâng. Nhưng mà ở nhà thì có 4 người thôi. À vậy hả? Đây là thành quả kiếm được hôm nay hả? Là về là chia chung với nhau à? Vâng, tí về thì chia. À rồi, để chút xíu chú quay xong. Vâng nha.